Hello, xin chào mọi người ha. Hôm nay Thành sẽ làm một cái video để hướng dẫn cụ thể và chi tiết về những cái chức năng trên của những cái nút trên cái đàn này ha. Và Thành cũng sẽ hướng dẫn mọi người cách làm sao để mà sử dụng cái cây đàn này một cách triệt để và những cái tính năng của nó. Thì đầu tiên mình sẽ đi từ hướng bên trái qua ha. Đây là cái thanh công cụ dọc này á, là nó chia ra thành từng cái tab. Ví dụ cái tab main là những cái chức năng chính, nó sẽ là bày ở đây. Còn slide này là để dạng như là mình nó gọi là cái master các bạn. Thì các bạn thích điều chỉnh âm thanh, ví dụ như cái room 1 nè, nó lớn quá thì các bạn có thể chỉnh nhỏ bớt lại. Nhưng mà đa số làm ít ai vô đây chỉnh lắm, bởi vì những cái sample người ta đã canh chỉnh cho mình sẵn rồi. Trừ khi là những cái sample mà nó không được canh chỉnh kỹ lưỡng á, thì mình mới cần phải vô đây mình chỉnh lại ha. Thứ ba là cái nút effect. Thì trong đây là những cái chức năng nâng cao để các bạn gọi là hòa âm và điều chỉnh cho cái âm thanh đầu ra cho nó thêm cái phần sinh động. Thì mình đang hướng dẫn cho những bạn mới để làm quen, thì những cái phần này các bạn không cần quan tâm đâu ha. Chừng nào mà các bạn sử dụng thành thạo cái đàn này rồi thì các bạn bắt đầu vô đây các bạn tìm hiểu sâu thêm những cái chức năng trong đây. Trong đây thì cũng tương tự những cái chất volume để các bạn có thể tạo ra những cái sampler riêng cho mình. Thì cũng là thuộc phần nâng cao dành cho những ai mà đã sử dụng quá thành thạo cái cây organ này ha. Thì những cái phần này thì nếu các bạn có nhu cầu thì mình sẽ làm ra những cái video về sau để mà hướng dẫn sâu về những cái chuyên môn này. Còn bên phần room này á, đây chính là cái cây chống ảo nha các bạn. Khi mà mình muốn bè, muốn đệm mà những cái phách chống nhanh á, mà trong cái sample mình đang có sẵn á, style á, hay có thể nói là cái set mà mình lát vô nó không có sẵn, thì mình có thể mình đệm những cái nhịp đây ha. Đó. Thì đó là mình nói sơ sơ về những cái nút tab bên hai bên. Thì bên trái bên phải nó cũng tương tự nhau, thì người ta làm cho nó cân bằng hai bên cho đẹp thôi. Còn bây giờ mình sẽ đi hướng dẫn những cái nút ở trong cái phần main trước ha. Về cái nút volume này á, thì nó hầu như ai cũng biết rồi ha. Volume thì có nghĩa là lớn nhỏ, thì để mình chỉnh cái âm thanh đầu ra cho lớn nhỏ. Mình chỉnh nhỏ thì mình bấm nó sẽ nhỏ đó, còn mình muốn lớn hơn á nó sẽ lớn. Rồi cái phần ở dưới đây á là phần cân bằng, sẽ có hai loa trái phải là left right á. Thì nếu các bạn chỉnh về đây thì nó sẽ chỉ có một bên trái vào đây. Đây là bên phải, nó là cái cân bằng các bạn. Còn nút autofill là gì? Có nghĩa là khi mà mình đánh tới những đoạn điệp khúc hoặc là bắt đầu vô lời á, thì mình sẽ intro một cái. Thì nếu mà mình bật sáng cái nút này lên á, thì mình nhấn những cái nút này thì nó sẽ tự động fill cho mình. Còn nếu mình tắt đi á, thì khi mình nhấn cái này nó sẽ chỉ chuyển cái giai điệu trống thôi chứ nó không có fill vô. Mình làm thử cho các bạn nghe ha. Ví dụ bây giờ mình đang tắt nè, mình bấm tạc nè, rồi sau đó mình sẽ chuyển sang nhịp 2 nè. Đó, các bạn thấy không? Nó chỉ có chuyển cái giai điệu thôi chứ nó không có fill vô. Nếu mình muốn fill mình phải nhấn cái nút fill bên đây. Nhưng mà nếu mà mình mà
bật sáng cái nút này lên thì nó sẽ tự động fill cho mình. Đây mình làm thử đi nha. Đây mình đã bật cái nút này sáng rồi. Giờ mình sẽ tăng lên. Bây giờ mình nhấn chuyển điệu nè. Thì đó, mình vừa mới làm minh họa cho các bạn thấy là nếu mà nút này sáng lên thì khi mình chuyển cái điệu bên đây thì nó tự động fill bên đây, fill xong nó mới chuyển điệu. Còn nếu mình tắt đi thì các bạn nhấn cái nút chuyển điệu thì nó sẽ chuyển ra điệu luôn chứ nó không có fill ha. Thì đó là tùy vào cái bối cảnh của mỗi bài hát mà mình chơi. Những cái nấm này là cái nấm để mà mình gọi là luyến các bạn. Ví dụ như các bạn nhấn cái nút này, nhưng mà nếu các bạn kéo về đây á, xong rồi các bạn mới nhấn á, thì nó sẽ luyến từ dưới lên ha. Còn nếu ngược lại các bạn kéo từ trên đây á, sau đó các bạn nhấn cái phím đàn giữa thì nó sẽ luyến từ trên xuống. Ở đây mình đang sử dụng chuột cho nên là mình không có sử dụng hai điểm một lúc được, cho nên là mình không có làm mẫu được ha. Còn đây là nút micro. Các bạn bật cái này lên thì nó sẽ chọn micro. Nó sẽ bật cái micro lên, các bạn kết nối micro điện thoại hoặc là micro không dây, micro Bluetooth gì cũng được. Miễn sao có một cái micro để nó nhận đầu vào. Là bạn tích vào là nó sẽ nhận micro là bạn có thể hát và ghi âm trực tiếp ở đây luôn ha. Còn USB MIDI thì các bạn kết nối với cái bàn phím bên ngoài, bàn phím thật á. Nó sẽ nhận bàn phím bên ngoài và các bạn đánh và nó sẽ y như một cây đàn thật. Còn có rất là nhiều bạn hỏi mình á là làm sao để mà kết hợp được hai cái nhạc cụ trên đây lại với nhau ha. Ví dụ đây mình chọn dưới đây thì nó sẽ chỉ chọn một cái thôi đúng không? Đó, ví dụ mình đang chọn piano nè, mình đánh nè. Thì bây giờ mình chọn cái ở dưới nè. Bạn thấy không? Nó không chọn được hai cái. Nhưng mà để chọn được hai cái thì mình sẽ nhấn vô cái nút này. Thì nó là hai chức năng. Split đó, có nghĩa là nó sẽ phân ra. Nhấn một cái thì nó là chức năng split thì nó sẽ phân ra nè. Đó, nếu các bạn chỉ chọn một cái piano thì nguyên cái bàn phím mới là piano hết. Nhưng mà nếu các bạn chọn thêm một cái nhạc cụ khác nữa thì nó sẽ phân bàn phím nó thành hai bên. Bên đây là sẽ là cái flanger, bên đây là piano. Còn nếu các bạn muốn trộn hai cái này thành một, là có nghĩa là các bạn nhấn một phím nó sẽ ra hai âm thanh này luôn. Thì các bạn nhấn cái nút này nữa, nó sáng ở nút thứ hai ở dưới đó, thì là mix, nó sẽ mix hai cái nhạc cụ lại với nhau. Đó, các bạn có thể mix thoải mái ha, mix 4 cái, 5 cái gì. Maximum là 4 cái nhưng mà các bạn có thể mix thoải mái. Đó. Đó, thì các bạn mix là như vậy đó. Cái nút mod này á, các bạn nhấn vô thì nó sẽ nhân đôi cái bàn phím lên để cho nó ra nhiều phím hơn. Thì dành cho những bạn nào chơi chuyên nghiệp rồi hoặc là chơi trên cái thiết bị có màn hình lớn á, thì các bạn có thể chơi bằng hai tay ha. Nó sẽ nhiều nút hơn. Thì nó chỉ chức năng vậy thôi, tắt mở cái bàn phím lên thôi. Tab thì nó sẽ mở ra thêm một cái hàng công cụ ở đây, thì mỗi cái nút này á thì nó sẽ tương ứng một cái âm thanh đó, để các bạn bè vô. Come on and dance now. Juno.
cái chức năng nó chỉ vậy thôi ha. Tùy vào cái style nha các bạn, có những cái style thì người ta sẽ đưa cái giai điệu đưa cái những cái nhạc cụ xuống đây, còn có những cái style người ta sẽ đưa những cái âm thanh như thế này để mình bè phối vô cho cái bài hát lúc mình chơi. Thì cái nút tab nó chỉ có chức năng vậy thôi ha, tắt mở cái này thôi. Nút record play thì để mình ghi âm lại, muốn ghi âm á thì mình bấm vô nút đỏ này rồi mình chọn play on and record. Bên đây là cái nút menu, thì để mình mở cái menu ở trong cái màn hình nhỏ này, open thì mình load những cái style music hoặc set vô đây, hoặc nó cũng có cái nút set ngoài đây luôn cho nhanh nè. Các bạn nhấn vô đây nó cũng sẽ load vô, còn không thì các bạn nhấn đây nó cũng sẽ load vô. Nó load vô và nó thêm cái phần gọi là để mình chỉnh chỉnh cái style mình đang chơi á. Mình muốn chỉnh cái nhạc cụ nào lớn nhỏ đó thì mình tùy mình. Ví dụ như đây cái piano này mình thấy âm thanh lớn quá, mình sẽ chỉnh cho nó nhỏ lại đó, thí dụ vậy đi ha. Những cái này là để load skin nè, lưu cái style mình đang chơi lại. Ví dụ các bạn cài đặt mình set up cái style mình đây nó ok rồi á, sau đó mình sẽ lưu thành một cái style mới theo cái ý thích của mình. Còn là skin là chỉ có là cái giao diện thôi các bạn, cái giao diện nó khác. Các bạn có thể tải ở trên mạng hoặc là ở trong cái đàn nó cũng chia sẻ rất là nhiều skin. Data Manager thì để tải những cái sample, những cái skin mà cộng đồng đã chia sẻ trong cái diễn đàn của cái những người chơi này nè. Bạn nhấn vô đây thì nó sẽ có rất là nhiều. Các bạn chơi nhạc trẻ thì các bạn có thể tải những cái giai điệu pop này về, nó cũng tương đối hợp nè. Đây các bạn có thể tải cái pop set của cái anh Indonesia này, nó cũng có, mình thấy cũng có nhiều giai điệu, nó cũng phù hợp với những cái bạn nhạc nhạc trẻ mới của mình bây giờ, Việt Nam mình bây giờ đó. Rồi của Việt Nam mình thì có của anh Phạm Hoài nè, anh chia sẻ hai cái style này thì trong đây có giai điệu cha cha cha, rumba, rồi hầu như là đầy đủ ha. Còn những cái giai điệu disco chơi DJ thì các bạn có thể lên YouTube rất là nhiều các bạn chia sẻ trên đó, mua có rồi miễn phí cũng có. Dấu ba chấm này để các bạn mở ra một cái giao diện. Giao diện ở đây thì để cho mình có thể update là vô diễn đàn, xem video hướng dẫn, vô website chính và mình có thể mua. Thì đây mình đã mua rồi ha, mình mua bản quyền luôn chứ mình không có xài rắc, bởi vì xài rắc mình thấy mệt quá, mình cứ nhập code apply xong rồi cái lúc mình mở lên lại nó lại bắt nhập lại, cái mình mệt quá. Thôi có VIP user luôn là nó sẽ mở cho mình toàn bộ những chức năng hiện tại và tương lai, và nó sẽ không có quảng cáo, chỉ có 225.000 thôi. Thế nên mình mua luôn rồi. Nếu như các bạn có điều kiện các bạn cũng nên mua. Nếu như các bạn yêu thích cái đàn mà các bạn xác định để giải trí lâu dài thì mình nghĩ 225.000 thì nó cũng không đáng bao nhiêu. Mình mua để mình ủng hộ những nhà phát triển ha, để người ta có cái động lực người ta tiếp tục nâng cấp cái cây đàn này cho chúng ta xài. Còn bên đây là nút setting thì để vô mình cài đặt. Lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt ở trong đây sau ha. Nút tempo này á là cái tốc độ. Ví dụ mình đang chơi cái tốc độ như vậy là 145, bây giờ mình tăng lên nào. Hoặc là mình chậm xuống nè. Đó là chức năng của cái núm xoay này, nó sẽ tương ứng với cái nút mình chọn ở đây ha. Thì nó là thuộc cái gì? Kiểu mà mình cao độ các bạn. Ví dụ mình chọn 2 nè, mình nhấn nè. Xuống 1 nè. 0 nè. Thì đó là cái gọi là cái cao độ của cái phím mình nhấn dưới đây. Chain pot. Nhưng mà nó thuộc dạng là gọi là cái tông các bạn. Coin nó sẽ
thay đổi cái cao độ cho nguyên một cái sample luôn, gọi là từ những cái đệm trống rồi đầy đủ luôn. Còn cái nút bên đây á, nó chỉ chỉnh cái hàng phím đó thôi. Cái này ví dụ như là mình tăng lên nè, đó, cái phím này thì vẫn vậy ha, nó thay đổi, nhưng mà cái nhịp trống rồi những cái choru đệm bè đó, nó sẽ tăng, nó sẽ cao lên mình đó. Bây giờ các bạn đã nghe thấy cái sự là khác nhau ở cái cao độ nữa chưa? Nào bây giờ mình kéo xuống thấp, nó sẽ thấp nè. Đó chính là cái chức năng của cái nút này. Còn tempo lock á, có nghĩa là nó sẽ khóa cái tốc độ lại. Ví dụ như đây là 126, thì khi mình khóa lại, sau đó mình vô mình chọn bất kỳ một cái nhịp nào khác thì nó cũng sẽ là 126 hết. Còn nếu mình không khóa thì mình chọn cái nhịp khác á, thì nó sẽ thay đổi cái tốc độ theo cái sampler, mà theo cái nhịp trống đó ha. Còn nút pedal này á, pedal này nghĩa là nó sẽ làm cho ngân cái phím mình nhấn ra. Nếu như mà mình bật lên á, thì mình nhấn một cái đó, nó sẽ ngân ra kéo dài hết khả năng của cái phím đó luôn. Còn nếu mình tắt đi á, đó, mình nhấn cái thả ra, nó chỉ có test cái thôi. Mà mình muốn nó ngân mình phải nhấn giữ im à, còn muốn nó tự động ngân ra thì mình nhấn vô pedal. Mình giới thiệu sơ sơ những cái phím chủ yếu thôi để mình chơi thôi ha. Còn những cái phím choru scan thì các bạn cứ để mặc định cho mình, vì nó sẽ tự động quét cái hợp âm. Choru mute này á, mute này á, thì nó sẽ là tắt cái hợp âm. Ví dụ cái hợp âm nè, đó, thì mình tắt nè, mình phải bật này cho lên nè. Không nghe cái tiếng gọi là hợp âm nữa. Còn room mute này á, thì có nghĩa là nó sẽ tắt cái tiếng trống đi. Ví dụ như đây như thế này, tắt tiếng trống đi nè. Đó, các bạn nghe tiếng bass nó không còn nữa, cái trống không còn nữa. Còn cái hàng phím keyboard set 1, 2, 3, 4 này á, là để mình lưu lại những cái nhạc cụ mình đã chọn ở trong đây. Mình sẽ set ở đây, ví dụ mình chọn hai cái nhịp số 1. Cái số 1 là mình chọn là piano với flanger, mình sẽ hợp với nhau, mình nhấn cái nút này mình giữ im. Rồi ok, nó sẽ nhớ lại ở hai cái nhạc cụ này sẽ lưu vào số 1. Sau đó mình chọn piano với thằng sau này, mình lưu vào số 2. Đó, mình phải bật cái mic này lên trước. Đó, mình sẽ lưu piano với sau là số 2. Rồi bây giờ thí dụ mình chơi nè. Mình đang chơi từ đầu là âm thanh này đúng không? Sau đó mình chuyển sang này. Đó, đây là để nó nhớ sẵn những cái set, những cái lựa chọn của mình, để khi mà mình chơi á, mình chọn vô nút này cái là xong à. Nó nhanh ha. Rồi những cái phím dưới đây á, là những cái phím chức mình thường xuyên sử dụng trong quá trình mình đánh nè. Intro có nghĩa là giống như là dạo nhạc ban đầu á, thì là những cái giai điệu mà người ta sẽ cái sample, sampler hoặc là cái style nó có sẵn.
dùng để áp dụng khi mà mình sắp sửa mình vô nhạc này, hoặc là có một số sampler người ta sẽ set up nguyên một cái bản là dạo nhạc sẵn cho mình vô ba cái phím mình luôn, là mình chỉ cần nhấn vô đây phát một bấm start cái là nó dạo nhạc cho mình luôn. Dạo nhạc xong bắt đầu cái tự động nó nhảy qua cái giai điệu đàn bên đây là để ta vô nhạc đó, có nghĩa là do cái người ta tạo ra cái style, người ta sẽ gắn những cái nút này là cái gì thì nó sẽ là cái đó. Bốn cái nút ở cái dòng chỗ này á thì nó sẽ là bốn cái giai điệu trống ha. Còn bên đây là fill nè các bạn. Fill có nghĩa là cái nút, ví dụ đang nhịp trống ở đây. Mình fill nè. Thì đó là bốn cái nút thì tương ứng với bốn cái kiểu fill khác nhau. Còn cái nút bridge này á là để mình lấy lại cái nhịp. Ví dụ như người ta hát mà bị chật nhịp á thì mình sẽ nhấn cái nút này, cái là cái đàn nó tự động nó nhảy về nhịp ban đầu lại ha. Ví dụ đang vậy nè, đó là thấy không, nó sẽ tự động nhảy về cái nhịp ban đầu lại. Còn ending này cũng nó giống như là nhạc, bên đây có in thì bên phải có out. Đây là ending là vô bắt đầu vô bài hát, còn intro là bắt đầu vô bài hát, còn ending là kết thúc bài hát. Ví dụ như sau khi bắt đầu kết thúc bài hát mình nhấn đây. Sao? Đó, nó chỉ có như thôi. Ba cái kiểu kết thúc. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình giới thiệu vô cái cách để mình set up, ví dụ như trong cái phần setting này nè. Để mà chơi điện thoại á thì những cái bạn nào mà có cái màn hình lớn thì mình không nói ha, các bạn có thể chia cái bàn phím này thành hai dạng. Đây. Bên đây sẽ là các bạn đi hợp âm. Bên đây các bạn sẽ là đi note, đi melody các bạn đánh. Nhưng mà những cái điện thoại nào mà màn hình quá nhỏ thì các bạn có thể tắt nó đi. Thì toàn bộ những cái phím này sẽ là phím để mình đi nhạc. Thì mình sẽ vô đây mình setting. Mình phải setting làm sao để cho cái hợp âm á nó tự động nó đi theo cái nốt mà mình đánh. Chứ nếu không nghe rất là ngang hả các bạn. Nếu không là cái hợp âm nó cứ đi theo đúng một hợp âm một, đi từ đầu đến cuối một hợp âm duy nhất. Mình đánh điệp khúc, đánh dạo, đánh đâu, đánh câu nào lên xuống nó cũng có hợp âm mà nghe nó rất là ngang. Đây là mình nói những dành cho những bạn mà màn hình điện thoại không được lớn ha, hoặc là các bạn không biết đi hợp âm thì các bạn có thể cài đặt theo cách của mình, xài đỡ, nghe nó đỡ ngang. Còn những các bạn nào quá chuyên nghiệp hoặc là có màn hình lớn thì các bạn có thể làm như mình vừa rồi nè. Đó là các bạn có thể chia ra một bên đi hợp âm và một bên là các bạn đi nốt. Còn đây là mình sẽ chỉ cho các bạn là không chuyên, các bạn vô setting, các bạn vô keyboard, cái nút cao ok đó có là cái số lượng phím mà nó sẽ hiển thị ra ngoài đó. Mặc định nó có hai, nó có là 14 phím, các bạn có thể chọn lên 15 hoặc là 16. Các bạn chọn nhiều thì cái phím nó sẽ nhỏ lại để nó đủ diện tích cho 16 phím ha. Còn đây là các bạn lựa chọn phím bắt đầu là phím gì. Thì phím bắt đầu mặc định nó là phím đô thì mình cứ để phím đô đi ha. Show Red Sky có nghĩa là hiển thị cái hiệu ứng mà lúc mình nhấn vô cái phím á, thì nó giả lập cho cái kiểu như là cái phím được nhấn vô cái ánh sáng, nó sẽ làm cho cái phím nó nhìn vô cho cái nó có kiểu 3D á. Clavier Caption này là để mình hiển thị cái ký tự ở trên cái phím. Mình có thể chọn CDE hoặc là Doremi. Mình thường mình quen Doremi rồi, mình để Doremi cho dễ nhìn. Đây là cái chất lượng thôi, chất lượng của
cái clavier nè, các bạn để hai thì nó sẽ hiển thị những cái ký tự đó rõ đẹp nét, nhưng mà nó sẽ làm chậm. Để medium là vừa rồi, còn các bạn máy nào yếu thì chọn lâu ha. Lách cây sai này á là cái kích thước của cái phím đen á, lông là dài thì nó tương tự, nó ngắn dần ngắn dần. Very short nghĩa là ngắn nhất, thì các bạn có thể chọn dài và ngắn như tùy các bạn. Rồi connection là để mình kết nối với những cái thiết bị bên ngoài, là những cái bàn phím thật á, mình kết nối qua cổng OTG. Rồi mình sẽ cài đặt trong đây. Control thì đây là để setup những cái phím cài đặt ở bên ngoài giao diện nãy mình có giới thiệu đó. Đây quan trọng là cái chỗ này, cái này để mình cài đặt cái cách mình chơi. Lock tempo có nghĩa là cái tốc độ sẽ được lặp lại, mà những cái chỗ này thì hầu như là mình không có cần phải setup nhiều ha, mình cứ để mặc định là mình chơi được rồi, mình sẽ lướt qua hết, mình chỉ vô những cái phần quan trọng. Đây cái chỗ này là quan trọng, nếu các bạn để ba phím thì các bạn lúc các bạn chơi các bạn phải nhấn ba phím thì cái đàn mới bắt đầu phát ra cái hợp âm. Còn nếu các bạn muốn gọi là nhấn một phím thôi là hợp âm nó nghe theo bạn á, thì các bạn chọn User Defined 1K thì mình chỉ cần nhấn một phím thôi. Và trên điện thoại mình khuyên các bạn nên chọn cái này để mình nhấn một phím thôi ha, chứ ba phím thì nó tốn diện tích lắm, các bạn phải dùng tới ba ngón tay lận. Mình thấy đa số các bạn khác cũng chọn cái này để các bạn chọn một ngón thôi. Còn Auto Star này á là các bạn sẽ chọn 2 cây hoặc 3 cây, còn nếu các bạn để auto á thì nó sẽ theo cái này. Rồi mình setup một vài cái đó thôi ha. Đây các bạn thấy không, mình đã cho hiển thị những cái phím Doremi Fa Sol, nhưng mà nãy mình chọn chế độ thấp nhất nên nhìn nó rất là xấu. Giờ mình cài lại coi. Chọn medium đi. Đó nó rõ hơn nè. Thì ở trên là mình đã hướng dẫn cho các bạn một số cái cách sử dụng để các bạn có thể sử dụng tốt hơn ở cái organ này ha. Thì hy vọng video này có thể giúp ích cho các bạn trong quá trình sử dụng. Thì nếu các bạn yêu thích video này, các bạn có thể cho mình một like và subscribe kênh của mình để ủng hộ mình ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ.